Như vậy Minh Vương không nằm trong hàng ngũ của Liên Minh Ngũ Giáo, cũng không nằm trong hàng ngũ quốc gia hay cộng sản, vì ngài là con cái của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, là vì ngài là con của Cha Trời. Nghe lệnh siêu âm siêu nhiên từ cõi siêu nhiên vô hình của thế giới điển quang đến thánh địa để khai ngưu đạo sắp tới. Vậy ngài là ai và đang ở đâu? Cuốn sách này viết ra đời năm 2000. Và vị này trước khi mà qua đời, tôi nhớ hồi khoảng năm cách đây, năm như 2005, 2006 gì à. Trước khi qua đời, vị này có liên lạc với tôi qua thư từ và thỉnh thoảng có gọi thăm tôi. Và đây là một bằng hữu rất là đặc biệt. Vâng, kính thưa đồng bào thương mến, người mà đồng bào chờ đợi bấy lâu nay không ai khác hơn chính là người đang thưa chuyện cùng đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Vâng, thưa đồng bào, tôi chính đây, Minh Vương nước Việt, và là vua nước Việt, đang làm việc để giúp đồng bào tồn tại trong khoảng thời gian quả địa cầu này đang ở thời kỳ mạt kiếp, đang chuyển qua thời thánh đức, và Thiên Chúa Giêsu sẽ ngự trị và ban cho chúng ta tràn đầy hồng ân cho những ai biết vâng lời ngài. Còn nếu những vị lãnh đạo của tôn giáo nào mà còn thắc mắc, hãy liên lạc với tôi, chúng ta đem ra ánh sáng lên đài truyền hình để chúng ta đàm đạo với nhau, nhận điển của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để cùng nhau học hỏi. Vì một cái đầu không bằng nhiều cái đầu, một cái đầu không thể nào chứa nhiều điển hồng ân của Cha Trời xuống một lần một đâu. Tại vì hồng ân của Cha Trời vĩ đại lắm, nhiều lắm. Và nếu mà chúng ta nếu hiệp nhất cầu nguyện cùng Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng á, thì mỗi chúng ta sẽ nhận được nhiều hồng ân đặc biệt mà chúng ta sẽ san sẻ cho nhau để làm việc, với điều kiện là quý vị phải cùng nhau ca tụng cảm tạ Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng mà tất cả những tôn giáo của quý vị, lãnh đạo những người sáng lập những tôn giáo của quý vị đều tôn thờ. Tức là thờ ai? Thờ Chúa Cha, hoặc là thờ Thiên Thượng cũng là một, Thượng Đế cũng là một, đúng. Ai nữa? Hết rồi. Còn một vị nữa, đồng bào biết vị đó là ai không? Mà chỉ một vị đó mới dám xưng thôi à. Ngoài ra không, chưa ai dám xưng. Vị đó là Thiên Chúa Giêsu. Ngài nói hễ ai thấy ta, sống trong ta, sống với ta là sống cùng Chúa Cha, là Cha ta. Tại vì ta với Cha ta là một. Và sau khi ngài chết, ngài sống lại, ngài về trời, và tất cả quyền năng trên trời và dưới đất, trong cõi càn khôn, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, tức là Chúa Cha, tức là Thiên Thượng, tức là Thượng Đế đã trao cho ngài. Thế thì ngài là ai? Ngài là Thiên Thượng, ngài là Thượng Đế, ngài là Chúa Cha. Thắc mắc gì không? Cái đó là những gì ngài phán á, và đó những gì dẫn chứng á của lịch sử á. Chứ tôi đừng nói là tại vì thế này thế nọ, không. Tôi không rảnh nói chuyện của tôi. Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của đồng bào chúng ta, chuyện ba xà ba lá. Thật sự ra thì cũng không có gì đặc biệt đời sống chúng ta. Kêu bằng sống bằng bình thường tức là tốt rồi. Chứ còn nói vấn đề mà hiểu biết cao hơn với thế giới thiên loại thì chúng ta không là gì đó. Chúng ta chỉ là những kẻ bá sàm bá láp. Tại vì khi chúng ta nói đến thế giới thiên loại là cao hơn chúng ta,
đúng không? Đồng bào nhìn nhận, tôi đồng bào nhìn nhận mình là thế giới nhân loại mà, đúng không? Chúng ta đang sống với súc sinh nè, chúng ta đang nhờ giả đối với tới súc sinh đó nha. Rồi chúng ta nhờ giả tất cả những gì xung quanh để chúng ta sống và học đời học đạo, thì chúng ta phải mang ơn nhé, những gì xung quanh chứ, đừng có ăn cháo đá bát. Mà chúng ta có nhân loại nè, chúng ta có súc sinh, thế thì chúng ta phải có thiên loại chứ, đúng không? Có tầng, có giới, có hoa, chứ đâu phải vô đủ có nấm gì cũng như kêu bằng ngang ngang với nhau, đâu có được, đúng không? Thế giới cao hơn chúng ta, là những đấng họ giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta coi thường họ, đâu có được. Đó là ông bà nói là ăn cháo đá bát, cái thứ mà cái thứ đó là thôi được thôi. Kể như xong rồi, hết xài. Vâng, thưa đồng bào thương mến.